vàng nở thắm lưng dẫu khói răng ngang qua rèm. Trên bàn tay anh một cánh chim đậu, thu về phải không thu? Mơ xa xa ngàn mây viễn xứ, trên đôi môi nào cười ấm u, gió hát êm êm du hồn anh ngu. Em đi trong chiều thu, môi ngập lời du cũ, những bụi nước tình cờ, những bụi nước tình cờ thướt tha nhẹ bay, thướt tha nhẹ rơi, ngỡ là sương khói hững hờ trời vơi, theo làn mây trôi bồng bềnh trên phố. Dạ, xin được kính chào quý vị cùng quay trở lại với em lang thang Nha Trang. Một video clip vào buổi chiều và em đang đứng trên một cái con đường phải nói rất là quen thuộc. Trong những ngày vừa qua thì em cũng đã chia sẻ những cái clip xưa và Nha Trang thổ xưa đó quý vị, ở trên chính con đường này khá là nhiều. Và cũng rất là mừng khi được rất là nhiều cô chú anh chị đón nhận và cho rằng đây là những cái thước phim rất là quý giá. Em đang đứng trên đường Phan Bội Châu. Quý vị đang nhìn thấy cái ngôi nhà ở phía trước cũng là một cái căn nhà xưa. Nhìn con đường Phan Bội Châu này đó quý vị, với những cái căn nhà xưa cũng như là những cái tiệm vẫn còn hiện diện ở nơi đây, cảm thấy rất là bồi hồi, xúc động. Và vị trí em đang đứng ở đây nè quý vị, ngày xưa là những cái kiosk hình lục giác, hồi đó là ngay chỗ chợ Đình, còn gọi là chợ Vuông, chưa có hình thành ra cái ngôi chợ Đầm đâu. Và hôm nay thì em đứng với nơi này sẽ thực hiện một cuộc tìm kiếm người bạn xưa của một người cô ở bên xóm Cồn. Em đang tìm cô tên là Châu Thị Kim Trinh. Ngày xưa đó quý vị, học lớp 5E hay là lớp 6E gì đó ở trường nữ tiểu học, em nghĩ là lớp 5E, năm 1979 ở đường Nguyễn Du. Và người tìm là cô Hồ Thị Quý Hoa, là con gái của gia đình ông Bảy Nhục ở xóm Cồn, ông Hồ Hữu Lộc. Và đây là một người chủ nhiệm lưới đăng từ thổ xưa đó quý vị. Hôm nay thì em đến với con đường này để đi tìm kiếm lại cô Châu Thị Kim Trinh. Em sẽ bắt đầu từ góc ngã tư giữa đường Phan Bội Châu, Nguyễn Du và Lê Lợi. Hồi đó là học trường nữ tiểu học. Nữ tiểu học là học bên đường Trưng Nữ Vương này, giáp danh giáp lưng với trường nữ tiểu học, đó là trường nam tiểu học bên phía đường Hàng Thuyên. Hôm nay thì sẽ đi lại những cái con đường này để quý vị cùng ôn lại một chút kỷ niệm gì đó về thời Nha Trang xưa. Và kính thưa quý vị, trước khi mà đi tìm kiếm cô Châu Thị Kim Trinh ở trên đường Nguyễn Du đó, thì em xin phép được chia sẻ lại đến quý vị một cái góc đường, một cái góc nhỏ thôi, bảo đảm rất là nhiều quý cô chú anh chị sẽ nhớ mãi. Hồi xưa là ngay cái góc chân Nữ Vương với Phan Bội Châu thì có một người phụ nữ bán bánh mì, đó là bánh mì Bà Thành. Quán bánh mì này phải nói rất là ngon. Ngày xưa thì mấy chú cũng có kể rằng là mỗi buổi sáng mà đi tập thể dục hoặc là đi tắm biển buổi sáng sớm đó, thì khi mà đi về chỉ cần ăn được một ổ bánh mì mà chan nước thôi thì thật sự rất là tuyệt vời. Nếu như những ngày mà bà cảm thấy vui và bà hoan hỷ á, thì sẽ cho thêm một chút tóp mỡ vô đó nữa thì rất là tuyệt vời còn gì bằng. Đó là sự chia sẻ của quý chú quý anh khi ngày xưa ăn bánh mì Bà Thành. Bây giờ thì bánh mì Bà Thành đó quý vị, thì góc này thì không có còn bán nữa, nhưng mà phía góc bên ngay cái chỗ Nguyễn Du và Lê Lợi đây thì quý vị thấy bánh mì Phi Trực, đây là con trai của bánh mì Bà Thành. Em sẽ đến hỏi thăm chú Phi Trực cũng như là ôn lại một chút kỷ niệm về bánh mì Bà Thành. Đặc biệt nữa, bánh mì Bà Thành đó quý vị, ngày xưa là có một người con rể Hục rất là hay, mỗi khi rảnh là hay làm xíu mại để mà cho bà Thành bán bánh mì. Người đó không ai khác chính là ba của em. Hồi đó ba của em rất là thân với gia đình, xém làm con rể ở nhà đó luôn. Hồi xưa thì nghe đâu nhà bà Thành đó là ở ngay đường Nguyễn Trãi, sát bên cạnh ngôi trường văn học. Hôm nay thấy có Tía cũng đi mua bánh mì. Tía là ông xã của má nuôi ở nhà trường Thái đó.
Con chào tía. Tía cũng muốn mày ở đây hả tía? Dạ. Dạ. Bánh mì phi trực nè quý vị, ngon lắm nè. Đây là hậu vệ của bánh mì Bà Thành, ngay góc Trưng Nữ Vương với lại Phan Bội Châu đó. Bán đắt quá hết luôn rồi. Đây là phía đường Nguyễn Du. Đường Nguyễn Du thì lúc trước em cũng có đón tiếp một cặp vợ chồng ở bên Pháp về. Bác đó là rất là nhớ những cái khoảnh khắc mà thời nhỏ bác hay chơi bắn bi rồi chơi đá banh ở trên chính con đường này. Bác thì năm nay chắc cũng ngoài 80 rồi. Đây là đường Lê Lợi, ngay góc mũi tàu ở đây. Hồi xưa thì cái chỗ nhà hàng Đông Thành đó quý vị, là một nơi diễn ra những cái buổi tiệc cưới xa hoa của các gia đình khá giả thời Nha Trang xưa. Đây là phía cổng chào chợ Đầm. Hồi xưa thì cái cổng chào không có, chỉ có một cái trụ nhỏ thôi. Rồi ở bên trong là chợ đình. Sau đó một khoảng thời gian mà bị cháy, hình như là cháy trong đúng với cái ngày mà kỷ niệm gì đó của phía chế độ cũ đó. Thì sau đó mới xây dựng lên một cái ngôi chợ Đầm rất là đẹp và tạo thành một cái điểm nhấn của thành phố Nha Trang từ xưa cho tới nay. Kèm theo đó là hai cái căn chung cư AB, thật sự là rất là vui. Con chào tí ha. Dạ. Chào cô. Máy này bán đắt quá cô ha. Dạ, thấy mừng quá. Mới hôm qua kia về, kia. Dạ. Ông về. Ba con ghé đây hả? Con ghé anh nhà. À, cứ nghe nói ghé ăn đám giỗ mà. Bữa đó anh con gọi điện con quá trời luôn, không biết ba con đi đâu luôn. Con cũng không biết ảnh đi đâu luôn. Dạ, đi đâu ít ra con phải báo tụi con một tiếng nha. Bạch Đằng á. Dạ. 22/8 Bạch Đằng. Ông nhớ ngày giỗ ông về đó nè. Dạ. Chú trực đâu rồi con ha? Ở nhà. Dạ. Hồi xưa là ba con làm xíu mại đó. Hồi xưa là ba con giả thịt làm xíu mại đó. Bánh mì Bà Thành là một cái hương vị mà nhiều quý cô chú anh chị Nha Trang xưa là không bao giờ quên được. Bánh mì cô làm mày dạ. Dạ không, con no rồi. Cho con hỏi thăm cô ha. Ở đây cô bán từ xưa đến giờ, cô biết cô Châu Thị Kim Trinh không? Kim Trinh ở đâu? Cô Trinh bên đường Nguyễn Du nè. Cái thông tin thì con chỉ biết nhiêu đó thôi chứ con không biết địa chỉ nhà. Cô Trinh hồi xưa năm 79 là học cái trường nữ tiểu học á. Để con đi vòng vòng con hỏi thăm thử thôi. Tại hồi đó cô không có, cô ở Cam Ranh. Hồi cô ở Cam Ranh ha. Dạ. Chú trực thì ông chắc có chú thì chú rành á. Dạ. Chú ở đây. Cô dạ. Hôm nay ngoài bán bánh mì ra đó quý vị thì chú trực còn bán thêm cái bò né và cơm tấm nữa. Ngon, bảo đảm ngon, em ăn rồi. Vậy thôi con xin phép con ha, con đi vòng coi thử. Dạ, tại không có chú trực ở đây. Chúc cô buôn bán bán đắt nha. Dạ. Không có chú trực ở đây thưa quý vị, em sẽ đi một vòng. Hồi xưa trên đường Lê Lợi thì ngay góc này có một cái quán nem, gọi là nem 52 Lê Lợi đó, ngon lắm. Bây giờ thì vẫn còn, nhưng mà mở thêm một cái chi nhánh đó trên đường Phan Bội Châu nữa. Buổi tối thì bán bánh xèo. Tại vì đường Nguyễn Du cũng ngắn lắm thưa quý vị, nhưng mà không biết là có nhiều người cũ hay không. Em sẽ đi một vòng quanh khu vực đây cũng như là để quý vị ôn lại một chút kỷ niệm. Đây là quán nem 52, bán nem và bán bánh xèo luôn. Ngay góc này thì có tiệm trà của ông Lý Nguyên Phong, bên kia là Phan Giai Ký, rồi nhà hàng Đông Thành. Quá trời kỷ niệm ngay ở khu vực đây. Hôm nay thì giống như là em đang đi lại những con đường mà quý cô chú anh chị đã từng đi qua. Rất là mong nhiều quý cô quý chị sẽ xem và chia sẻ cái clip này.
đây là đường Nguyễn Du. Để em sẽ cận cảnh từ đầu tới cuối hiện nay ở đường Nguyễn Du ra sao để quý vị cùng theo dõi. Phía bên đây là một cái căn nhà đá rửa theo cái kiểu kiến trúc gần gần giống với hai cái chung cư AB đó quý vị, nhìn đẹp lắm. Bây giờ thì bán đồ bảo hộ lao động. Bên đây thì bán chả cá, bánh canh Cô Hà là một cái thương hiệu bánh canh bún cá, chả cá đó, cá dầm rất là ngon. Em nhớ không lầm thì cái đường này em trở lại là tìm người lần thứ hai. Hồi trước là em tìm nhà mà có cái chú làm cảnh sát thì cũng tìm được rồi. Gia đình của cái người mà muốn tìm là đang ở Biên Hòa, Đồng Nai. Chào chú. Chú cho con hỏi thăm xíu nha chú. Chú sinh sống đây từ xưa tới giờ không chú? Dạ. Con muốn hỏi thăm cô Châu Thị Kim Trinh. Cô Trinh ngày xưa là học trường nữ tiểu học á. Trinh hả? Dạ. Trinh học nữ tiểu học. Hồi năm 79 á thì cô đó học trường nữ tiểu học. Không biết ở đây là ai cũng Trinh. Có Trinh uống tóc mà đi rồi. Nãy mướn nhà cái đổi nhà ở đây. Dạ. Nếu mà cô Trinh này giờ chắc cũng tầm khoảng hàng 6 rồi, hàng 6 mấy rồi đó. Trinh là có tình con của ông Trung Tá Bé đâu có Trinh kia. À Khúc Trên hả chú ha? Khúc Trên á. Là con của ông Trung Tá Bé hả? Ừ, Trung Tá Bé gì đó. Ồ. Ờ. Ở cũng nằm vào khoảng đó, năm mấy sáu mấy vậy. Dạ dạ. Nhưng mà bà đâu còn ở đây để bỏ đâu trên ấy á. Trên nào chú ha? Không biết. Dạ rồi, cảm ơn chú nha, để con đi lên cho nó con hỏi thăm thử. Dạ, chào chú, chúc chú sức khỏe. Dạ. Tại vì đường Nguyễn Du này cũng ngắn thôi thưa quý vị. Đây là góc ngã tư giữa Hoàng Tử Cảnh và Nguyễn Du. Hoàng Tử Cảnh là đường Hoàng Văn Thụ bây giờ. Bây giờ là hướng đường một chiều đi từ phía bên chỗ Lăng Ông đó quý vị. Lăng Ông hoặc là chỗ cái khu gọi là cái căn nhà thám sát hay là trinh sát gì đó. Đi theo hướng tới đây tới nhà ga luôn. Đường một chiều. Bên kia là góc ngã tư tiệm cơm Việt Nam. Một cái nơi rất là quen thuộc và tiệm cơm đó cũng thật sự rất là lâu đời ở Nha Trang, đón tiếp rất là nhiều những vị khách nổi tiếng của Việt Nam ghé thăm. Có bạn Bùi Minh Phương đó, bạn nó hay gửi tiền để em đi thiện nguyện. Cảm ơn gia đình tiệm cơm Việt Nam rất là nhiều. Căn nhà đây là cái góc mũi tàu đây nè quý vị. Em cũng đã từng tìm kiếm một người ở trong đây và cũng đã thành công. Ngay góc này là một cái căn nhà rất là xưa, chắc là thời Pháp. Cái bác đó hồi năm ngoái có ghé nhà của em chơi thăm thì bác đó rất là xúc động khi mỗi lần có những anh em YouTube nào mà quay ngang ở đường Nguyễn Du á. Căn nhà mái ngói kiểu từ xưa tới giờ vẫn còn nguyên vẹn luôn. Hồi xưa thì kiến trúc của những cái căn nhà thường hay có hai cái trụ tròn tròn ở phía trước. Để em đi một vòng hỏi thăm coi có người nào lớn tuổi không. Góc đây là ngã ba Phan Chu Trinh với lại Nguyễn Du. Chỗ cái căn nhà phía bên trong kia thưa quý vị, ngay góc hướng tây em đang chỉ nè. Hồi xưa thì em có vô trong đó em ghi hình.
và rất là bất ngờ khi có một cựu quân nhân của Mỹ cũng coi lại cái clip đó, và ông ta cũng rất là xúc động khi nhớ về những cái khoảng thời gian đó. Và đặc biệt là có một cái tấm ảnh cũ chụp hình ngay góc ngã ba Phan Chu Trinh với Nguyễn Du, và người trong ảnh chính là ông ấy. Ông ấy cũng rất là bất ngờ khi em chia sẻ cái hình ảnh đó lên trên cái video clip đó. Hồi đó thì ông ta làm bên ngành truyền tin hay là như thế nào đó quý vị? Để em hỏi thăm xem sao. Có cụ bà ở đây. Dạ con chào bà. Dạ bà ơi, cho con hỏi thăm, bà sinh sống ở đây từ xưa tới giờ luôn không bà? À sao? Dạ, con muốn hỏi thăm ở đây á, là nhà của ông thiếu tá bé là nhà nào đó bà? Đây. Ha? Nhà góc bên đây. Chết rồi. Dạ, con muốn hỏi thăm là có một cái cô gái, cái cô đó là tên là Châu Thị Kim Trinh. Kim Trinh. Dạ, cô Trinh đó, hồi đó là cô học lớp 5 trường nữ tiểu học á. À, cô đó nó đi Mỹ rồi mà. Ồ, cô Trinh đi Mỹ rồi hả cô? Là phải là con của ông thiếu tá bé luôn không ạ? Không. Nhà, nhà cô Trinh ở đâu cô ha? Nó thuê trên này. Hồi đó là thuê nhà ở trên đây. À. Ồ. Dạ. Cái nhà này là từ xưa tới nay không có gì thay đổi luôn bà ha? Không có gì thay đổi. Dạ. Bà nay được mấy mươi rồi bà? Đón nhiêu? Dạ con đón bà cũng còn trẻ lắm. Dạ. Trẻ lắm. Dạ. 50 tuổi không? Dạ cỡ đó đó. Dạ. Cỡ đó đó. Con chúc bà vạn thọ vô cương. Dạ, thấy bà khỏe. Ủa, chứ ở đâu nào... làm gì mà hỏi thăm? Dạ, con ở Nha Trang, con đang đi tìm người giúp một số người ở bên nước ngoài á. Cái cô đây là bạn thân với cô Trinh á. À, từ thổ xưa đó thì cô đây hiện nay đang ở Mỹ rồi. Muốn tìm lại cô Trinh á. Nó ở Mỹ. Dạ. Ông thiếu tá bé thì ở bên này. Nhà ông thiếu tá bé là ở đây ha. Còn cô Trinh là hồi đó nó mướn nhà, thuê nhà, ba má nó mướn thuê nhà. Ồ, là cô Trinh là ba má mướn nhà ở đây. Nếu mà tính xét rồi tuổi thì cô Trinh năm nay khoảng nhiêu tuổi ngoại ha? Nó cũng hàng sáu. Không biết hả? Không, đâu có hàng sáu dữ à. Năm mấy? Năm mấy sáu mấy thôi. Năm mấy à. Dạ dạ, tại vì năm 79 mà học lớp 5 thì chắc giờ cũng thuộc dạng hàng năm hàng sáu thôi ha. Dạ. Không có hàng sáu đâu. Hàng sáu lớn lắm. Dạ dạ. Vui quá, hôm nay gặp được bà ở đây mừng quá. Dạ, tại vì mà con đi khắp các con đường ở Nha Trang á mà gặp được những người xưa mà sinh sống từ từ thổ xưa mà tới nay thì chắc là hiếm lắm. Đây. Hồi xưa đường này có bị lớn vậy thôi đó bà ha. À, cắt đường vô chút xíu thôi cho là cái này. Dạ. Gì thôi. Hồi xưa có đường nhựa luôn không bà? Có. Hồi xưa là đường nhựa luôn ha. Dạ. Cái gì thâu lại hả? Dạ. Hồi xưa con nhớ đường này là đường Hoàng Tử Cảnh nè. Hoàng Tử Cảnh đây. Dạ. Là bây giờ là Hoàng Văn Thụ. Dạ, góc trên kia là nhà hàng Đông Thành nè. À đúng rồi. Đó, rồi bên kia là tiệm trà của ông Lý Nguyên Phong nè. Dạ. Dạ. Đúng. Có quán nem 52 nè. Có bánh mì bà Thành nữa. Bánh mì bà Thành nè. Bánh mì của bà già đó phải không? Dạ. Ồ, bây giờ còn dâu qua bán nè. Dạ, bánh mì phi trực đó. À phi trực á. Dạ. À đó, dâu qua bán dưới đó. Hồi xưa là ba của con là giả thịt để làm xíu mại đó, hồi xưa là xém làm con rể ở nhà đó đó. Xém làm con rể à? Dạ, xém làm con rể. Trời ơi, xa gì. Rồi cái năm sao mà cái năm mà chạy loạn á, cái năm mà chạy loạn là ba con lấy chiếc xe RMC á là chở nguyên gia đình đi vô Cam Ranh trốn. Dạ. Bây giờ bên Mỹ về. Không, con ở đây, con làm YouTube thôi. Con ghi hình những cái đường xưa cảnh cũ để quý bà con mình coi để nhớ lại, ôn lại kỷ niệm thôi. Dạ, người ta nói mà, người ta nói là tuổi trẻ đi tìm tương lai, người già thì tìm lại quá khứ. Một chút gì đó để họ cô đọng lại trong cái quãng đời của họ khi họ đã quá bận rộn với cái cuộc sống rồi. Dạ. Này. Giờ quay ra đây là mấy người kia mất hết rồi. Dạ. Chết hết rồi. Giờ thì người còn lại thì ít, mà người ra đi thì nhiều, một số là bán nhà đi nhiều quá ngoại ha. Dạ, bây giờ thì mấy người Bắc người ta vô đây người ta mua nhà, người ta tạo dựng cơ ngơi nhiều lắm. À, nhà đã hủ giờ nó là như vậy. Dạ, cho con hỏi cái nhà đây là một đời chủ hay là nhiều đời chủ đó bà? Một đời chủ, nhưng mà chủ thì đi Mỹ, ông thiếu tá bé, vợ chồng con cám đi Mỹ hết. Bây giờ còn lại một thằng con trai ở đây. Nhà bên đây luôn hả bà hả? Bên đây là thằng con trai, bên kia thì đứa con gái. Dạ, tại vì đây là họ vẫn
quý trọng cái truyền thống lịch sử nè, cho nên họ vẫn giữ lại cái ngôi nhà như thế này. Mà ở Nha Trang mà giữ lại được cái nhà như thế này là cũng nói là quá tuyệt vời. Người ta muốn sửa sửa không được mà. Dạ không, có nghĩ là người ta không muốn sửa đâu, tại người ta để lại chút kỷ niệm đó. Con cảm ơn ngoại, chúc ngoại nhiều sức khỏe. À, cảm ơn. Dạ. Con chào ngoại ha. Dạ. Chào nó đón được bao nhiêu tuổi xong nói. Dạ không, con không có đón đâu, để bí mật đi. À, ngoại chỉ biết là ngoại rất là trẻ là được rồi. Dạ. 80 rồi. Dạ. 80 rồi. Dạ, chúc ngoại vạn thọ vô cương nghe. Dạ. Dạ con xin phép ngoại. À, cảm ơn. Dạ, dạ. Thật sự rất là vui khi gặp được những người mà vẫn còn hiện diện ở nơi đây. Bây giờ thì em sẽ đi một vòng qua phía trường nữ tiểu học để cô Hoa có thể được đi lại trên chính con đường ngày xưa cô đã đi. Và đặc biệt thì cô Trinh, cô Châu Thị Kim Trinh ngày xưa, theo lời của bà vừa mới kể đó, là ngày xưa là ba mẹ của cô Trinh có thuê nhà ở trên đây, là nhà của ông thiếu tá Bé. Rồi sau đó thì cô ấy cũng đã đi Mỹ rồi, cũng nói chung là bà con ở Nha Trang ở đây khi mà hỏi thăm thông tin đó, thì ai cũng biết, tại vì hồi xưa thì cũng không có nhiều người lắm đâu, cho nên vòng vòng khu xóm, xóm này xóm kia hoặc là xóm trên xóm dưới ai cũng đều biết nhau, rồi chỉ cho biết thông tin đến đây thôi. Còn tiểu bang nào và số điện thoại thì họ không, hoàn toàn cũng không có nắm được. Phía bên kia là ngã 6 Lê Lợi đó quý vị. Chỗ đó cũng được gọi là ngã 6. Đi đến tiểu khu Khánh Hòa, rồi nhà của ông bác sĩ Quýnh. Rồi đi tới nữa là đường Hàng Thuyên, trường Nam Tiểu Học. Hay là bây giờ em sẽ đi trường Nam Tiểu Học trước đi, để quý anh, quý chú cùng theo dõi. Tại vì bây giờ thì ghé qua nơi đây đó là trường nữ tiểu học rồi. Trường đường Trưng Nữ Vương. Em sẽ đi một vòng qua Nam Tiểu Học trước đây. Đây là căn nhà xưa trên đường Phan Chu Trinh. Vẫn còn là một cái nét nhà cổ. Hồi xưa mấy nhà rộng rộng là hay cho thuê nhà lắm. Bên đây là bánh canh cô Hà, một thương hiệu nổi tiếng nè quý vị. Góc bên đường Nguyễn Du cũng có. Ở đây là đường Phan Chu Trinh. Đây là phòng khám của ông bác sĩ Quýnh. Ông bác sĩ Quýnh cũng là một trong những người tham gia bộ môn tennis quần vợt từ thổ xưa, cũng là những người rất là nổi trội. Hầu như mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn luôn thưa quý vị. Không biết quý vị nào đã được sinh ra ở trong chính cái nhà hộ sinh của ông bác sĩ Quýnh này. Ở trong đây như nãy em nói là cảnh sát đặc biệt hay là trinh sát thám sát gì đó quý vị. Đây là những cái vị trí mà đặc điểm vẫn còn giữ lại một nét nguyên vẹn từ thổ xưa. Góc mũi tàu Phan Chu Trinh và Lê Lợi, nhà ông bác sĩ Quýnh. Đây là phòng khám của bác sĩ Quýnh. Còn nhà của ông bác sĩ Quýnh là nằm ngay góc đường Lê Lợi đây, số 7 hoặc là số 9 gì đó.
Đây là ngã 6 Lê Lợi. Hồi xưa thì quý anh quý chú nào ở xóm Cồn đi học trường Nam Tiểu Học, ở trong xóm Cồn thì cũng có một ngôi trường là ngôi trường Thiện Tài, hoặc là quý anh quý chú nào học trường Nam Tiểu Học á thì cũng có thể di chuyển từ xóm Duy Thanh, Duy Hải, Duy Hà đi theo đường Phan Đình Phùng, hoặc là đường Nguyễn Trường Tộ đi theo đường Hàng Thuyên, rồi đến với lại ngôi trường Nam Tiểu Học bây giờ là trường Nguyễn Văn Chỗi. Góc bên đây là tiểu khu Khánh Hòa, đi lên nữa là có ti bưu điện. Đây là nhà của bác Viên. Bác Viên em cũng đã vô trong ghi hình một lần rồi. Bác cũng là một vị sĩ quan thời xưa, bây giờ thì tinh thần của bác không có được ổn định nhưng mà sức khỏe của bác thì hoàn toàn rất là tốt, cảm thấy rất là vui. Bác Viên thì hồi đó thân với gia đình em lắm, thân với ông ngoại. Đây là con đường Hàng Thuyên, có hai cái ngôi trường ở đây, một là trường Xuân Huân, hai là trường Nguyễn Văn Chỗi. Trường Nguyễn Văn Chỗi tiền thân là trường Nam Tiểu Học và nằm ở đoạn bên này, còn trường Xuân Huân là bên này. Còn em muốn chia sẻ lại đối với quý vị một cái góc đường là ngay đoạn đây, chính xác là ngay đoạn đây, chỗ cái cánh cổng màu xanh đây nè. Hồi xưa là có một cái con đường rất là hẹp, cỡ bằng 3 chiếc xe máy thôi, dẫn từ đây qua với đường Phan Thanh Giản, bây giờ là đường Baxter đó quý vị. Đó là con đường Phạm Ngũ Lão. Rồi trong cái con đường Phạm Ngũ Lão này thì có cái ngôi trường Kim Yến. Sau năm 75 thì ngôi trường Kim Yến cũng hoàn toàn biến mất khỏi cái tên trường trên bản đồ ở Nha Trang. Rồi sau này thì con đường Phạm Ngũ Lão cũng đã bị xóa sổ luôn. Hồi xưa thì ngay góc này là hai cái sân tennis, hai cái sân tennis ngay góc này thì chắc hẳn quý vị sẽ rất là nhớ. Đây là trường Nam Tiểu Học, và bên cạnh trường Nam Tiểu Học là có một cái con đường nhỏ, con đường này là dành cho mấy vị giáo sư, cũng như là thời đó có một ông gọi là giám đốc ti giáo dục hay là phòng giáo dục của Nha Trang thời đó, đó là người cha của cái cô mà em có quay về vị giáo sư bán chuối đó quý vị. Ông là người Huế và cô đó cũng là người Huế, cô đó này cũng 80 mấy rồi. Trong đó cái hẻm vừa rồi thì cũng có nhà của một vị cố giáo sư trường nữ trung học, đó là thầy Bào hay sao đó quý vị, thầy Thái Huy Bào. Đây là một cảnh quan trường ở trường Nguyễn Văn Chỗi, trường Nam Tiểu Học của ngày xưa. Nguyễn Văn Chỗi là một ngôi trường cấp 3, và hiện nay luôn vẫn giáp lưng với ngôi trường này là trường A School, trước đó là trường Chu Văn An, rồi trước đó nữa là trường nữ tiểu học. Không biết quý vị có còn nhớ đến cô Tùng, cô Tùng ở đường Nguyễn Công Trứ, ngày xưa cũng là một người giáo viên dạy các chú các cô anh chị ở xóm Cồn đó, thì con của cô Tùng cũng là những người giáo viên dạy ở trường Nguyễn Văn Chỗi này, rất là thành đạt trong cuộc sống, có địa vị của xã hội. Còn bên đây là hai cái sân tennis của ngày xưa, bây giờ là xây lên ngôi trường Xuân Huân rồi. Đi hết đường này là tới đường Phan Thanh Giản, đường Bắc của ngày hôm nay. Đây là trường Nam Tiểu Học thưa quý vị.
Bây giờ thì em sẽ một vòng qua với lại ngôi trường nữ tiểu học để chia sẻ những hình ảnh đến quý vị. Và một lần nữa em xin nhắc lại cái thông tin tìm kiếm cô Châu Thị Kim Trinh ngày xưa học lớp 5E ở ngôi trường nữ tiểu học đó, giúp đỡ cái cô Hoa là con gái của nhà ông Bảy Nhục dưới xóm Còn, ông Hồ Vũ Lộc. Thì thông tin cô Trinh đã đi nước ngoài rồi, đã đi Mỹ. Thông tin này hoàn toàn chính xác, tại vì một cụ bà sinh sống ở nhà đối diện đã cho biết là như vậy. Ở Nha Trang mình có đến hai ngã sáu của thời xưa. Bây giờ thì chỉ người ta nhắc đến ngã sáu ở đường nhà thờ núi thôi. Còn ngã sáu ở đây á thì hầu hết là người ta cũng chỉ nhắc đến là trục đường Lê Lợi, Phan Chu Trinh và Hàng Thuyên thôi. Tiếp tục nếu mà đi theo cái đường Hàng Thuyên này đó quý vị, đến với đường Phan Bội Châu là sẽ gặp được chị Thư, chị đánh mấy chữ, rồi khách sạn Lan Đình, rồi bên này là Ty Công Chánh, bên kia là tòa án. Em trở về lại đường Phan Chu Trinh. Em trở lại góc ngã ba giữa Nguyễn Du và Phan Chu Trinh. Quý vị thấy cái quán cà phê có tên là Cột Điện. Cái quán này thì là một cái nơi mà mang rất nhiều yêu thương. Vào ngày rằm hàng tháng khoảng 9 giờ sáng, hội thiện nguyện của anh Thái và anh Quang cùng các người bạn ở Katoko, Khánh Hòa đó quý vị, có một cái buổi phát quà diễn ra hàng tháng luôn. Vào ngày rằm, vào lúc 9 giờ, đến với những người bị thận, những người mà chạy thận thì cuộc sống của họ khổ lắm, khó khăn, rồi sức khỏe rất là tiều tụy, thì những cái phần quà như thế này thì cũng giúp ích được cho họ rất là nhiều. Đây là góc đường Trưng Nữ Vương, bây giờ là Hai Bà Trưng. Theo một số lời kể đó quý vị, thì cái chỗ đây nè, hồi xưa là Ty Canh Nông, Ty Canh Nông hay là Ty Nông Nghiệp gì đó. Giờ này cũng là giờ tan trường của các em học sinh. Ngay góc này hình như là bữa em có đi với một cô. Cô có kể nhà của ông Bửu Cân. Nhà của ông Bửu Cân hình như là bên thầu xây dựng của thổ xưa. Cái cô đó ở phía bên đường Hoàng Tử Cảnh, đó là cô gì thì em quên mất tên rồi. Cô có nói chính tổ tiên của nhà cô là lập ra cái đình Phương Câu đó quý vị. Rồi chùa Cấp Cô Độc á cũng là một phần đất mà nhà cô cũng đã hiến. À, cô Trưng. Cô Trưng hiện nay bán nước giải khát ở góc đường Hoàng Tử Cảnh với lại Trưng Nữ Vương. Đây là trường nữ tiểu học ngày xưa. Bây giờ là trường High School. Tiền thân là ngôi trường Chu Văn An. Ở đây là một ngôi trường quốc tế. Bây giờ là năm 2024 là thời buổi hiện đại. Rồi những bậc cha mẹ
những bậc phụ huynh đi đón con với những chiếc xe hơi, những cái chiếc xe tay ga. Ngày xưa thì chắc hẳn quý chị, quý cô là đi học tự đi bộ, rồi có những cái món ăn vặt ở trước cổng trường. Bây giờ thì những cái món ăn vặt này vẫn có, nhưng mà cũng theo một cái gì đó nó không có còn hoài niệm như hồi xưa. Hồi xưa thì nhiều khi là chỉ là cái xôi chiên hoặc là chỉ là những cái siro đá bào. Quang cảnh tan trường ở một cái ngôi trường trên địa bàn thành phố Nha Trang. Trường iSchool hiện nay là dạy đến 3 cấp thưa quý vị, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Một chút chia sẻ trong buổi chiều ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Em đã thực hiện một cuộc bộ hành từ phía đường Phan Bội Châu đến với lại đường Nguyễn Du, rồi qua Phan Chu Trinh, đến với lại đường Lê Lợi, đến với lại đường Hạng Thuyên, rồi qua đường Trưng Nữ Vương, đến với hai ngôi trường nam nữ tiểu học. Cảm ơn quý vị đã đồng hành trong clip này với em. Cảm ơn quý vị lúc nào cũng ủng hộ và chia sẻ những thước phim của em và Nha Trang. Hôm nay thì cuộc tìm kiếm cũng đã cho biết được thông tin là cô Trinh đang ở Mỹ, còn ở tiểu bang nào thì em không rõ. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị được nhiều sức khỏe, bình an và đầy hạnh phúc. Đến đây thì cho phép em được kết thúc video. Hẹn gặp lại quý vị ở các clip sau. Chào tạm biệt ạ, trân trọng.